thì được tham gia cái chương trình của Super Junior thì thật là dã man là sau đấy lại có vé có thể đi vào tham gia chương trình. Và các bạn biết không, tớ nó phải đi đường rất là tắc tắc dã man bạn, nhưng mà kiểu phải cố tình bơi luôn. Và ngoài kia ấy, kiểu rất là ồn. Đây là cửa sau nhá, đây là cửa sau của giải pháp Hòa Bình. Bây giờ mình đang chờ để được có thể được dẫn vào, tại vì ngoài kia rất là cuồng nhiệt. Tôi có thể cảm thấy trái tim EOS của tôi đang đập. Và tôi có một người bạn đồng hành, và các bạn có thể lên S Channel để xem thêm nhiều clip hơn. Độc quyền chỉ có S Channel mới có. Còn đây là kênh Hương Wish. Đây, tôi có một người bạn đồng hành EOS. Bạn hãy phát biểu cảm nghĩ ấy. Bao nhiêu phát biểu cảm nghĩ của EOS đã chục năm trời không? Vui không thể tả, mà tại vì do không có Hyunjin, nhưng mà tất cả đều là Super Junior, mà Super Junior là vui hết. Bạn thích ai nhất Super Junior? Hyunjin à? Trương Hiên. Cách đây mấy năm nhá, cái lần cho Super Junior về Việt Nam nhá, là tao đã chát được bằng người anh Trương Hiên và Tiên Long. Anh đi qua tao như một vị thần luôn. Ủa khoan, là mày ở Sài Gòn hả? Tao ở Hà Nội. À, Hà Nội là lần thứ hai rồi. MTV Exit. Dạ dạ dạ. Đấy, lần đó lại Trương Hiên bước vào. Tao lên là Super Show 3. Super Show hả? Super Show. Hồi đó mình không có tiền đi Super Show. Các bạn không hình dung được ạ. Ra vào sân khấu. Ủa đang chờ để có thể được vào trong. Hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa. Quá là quá chịu không nổi. Chỉ để có thể là cẩn mặt nhìn bóng các anh bay qua. Đó. Và trên đây đã xảy ra gà, mày kể tao không đủ sức. À lúc đó là Ethan đi đầu tiên, Ethan đi ngang qua đứng chào mọi người, ok. Rồi xong sau đó tới Đông He, là thần tượng của Hương. Đông He quay qua cười với Hương. Thề luôn nhá, cái lúc đó mình đứng kiểu xong rồi ai nhỉ, Ineos ông còn nhảy ra khỏi sân khấu. Sao đúng không nhá, thề là các bạn Đông He như thế này, tôi nói các bạn Đông He như thế này. Tại đây ông vẫy vậy, ông ngoảnh qua xong cười một cái. Tao đâu, tao đứng không vững đâu mày nhìn thấy đúng không, Lần đầu tiên Đông He cũng bước qua mặt tôi giống như thế. Và lần này anh cũng bước qua mặt 10 năm rồi. 10 năm rồi, gọi đi tìm lại mối tình 10 năm của tao. Hay đây là, đây, nói chung là các anh ông ba đã diễn xong mà đi về. Bây giờ mình có thể có cảm nghĩ như thế. Trời. Đây, tất cả các F đang đi về. Và không có F nào mà là tuổi học sinh nữa đó. Ai cũng tuổi 24 như tụi mình hết rồi. Không, thật ra không có rất nhiều người kiểu già 24 hết. Đông lắm. Đông lắm luôn. 1200 vé free đó không là gì đâu. Tại vì các bạn biết sao không, EOS F bây giờ giàu lắm, lớn rồi, bọn mình bây giờ bỏ tiền ra đi mua đúng giờ không? Giờ còn là cổ đông với cho biết em nữa mà. Bây giờ bọn mình sẽ đi về và thôi, đi về đã rồi tính, có thể là mình về nhà mình sẽ nói tiếp với các bạn. Khi gặp Super Junior xong thì tôi nói thật với các bạn là sáng ngủ dậy tớ bị cao đao thần trưởng ấy. Kiểu tớ ngủ mơ. Các bạn không phải tin được, hôm qua tớ ngủ mơ là chụp ảnh mà không phải là bình thường, mà là thân mật với cả Đông He. Kiểu nó rất là siêu cấp thân mật. Xong rồi không hiểu tớ đang giấc mơ đấy, tớ còn quen với cả chơi với cả Tony Stark, Iron Man ấy các bạn. Ảo chó không thể nào tả nổi. Xong dậy kiểu đau đau thần trường. Nói chung là kiểu mơ mơ hồ hồ ấy. Rồi cái hôm qua thì có gặp bà Mel TV. Thì bà Mel Mel đấy, bà ấy có lành nghề rồi, kinh nghiệm là đu sao K-pop quen rồi. Bà ấy đu được nhiều, xong bà ấy còn gửi tin nhắn, rồi bà ấy còn gửi ảnh chụp oppa Đông He cho nữa. Thật đấy chứ. Cái năm mà mình gặp Jung Hae lần đầu tiên đấy là 2010, là MTV Exit. Lần đầu tiên Super Junior được mời về Hà Nội
Hồi đấy mình mới học lớp 9 thôi. Mình nhớ đấy là ngày 27 tháng 3 năm 2010. Còn đến bây giờ là 2019 thì là 9 năm các bạn ạ. Cũng là tháng 3. À, cuối tháng 3 đúng không tư? Ôi, 9 năm ý, gần 10 năm trời. Kiểu là lần từ lần gặp đầu tiên cho đến cái bây giờ ấy, kiểu anh chẳng già đi một chút nào mà. Mình cứ tưởng là cái trái tim fan girl nó đã ngoẻo từ lúc nào rồi, nhưng mà nó vẫn còn ở đây. Và bây giờ thì mình lớn rồi thì mình không giống như các bạn nhỏ nhỏ bây giờ, nhưng mà có một cái gì đấy nó rất là xúc động, nó giống như kiểu mình gặp lại tình cũ nghìn năm trước vậy ấy. Nhưng mà rất là kiểu đấy. Rồi không biết nói thế nào, chỉ mong là mình nghĩ là mình sẽ đi Super Showroom nữa để một lần được sống trọn trong cái tình yêu đấy. Và nói chung là gần 10 năm trời tìm gặp lại như kiểu gặp lần đầu gặp cũng anh cũng bước ngang qua mặt rồi, rồi ngã vào đụng vào vai anh. Xong lần này lúc mà gọi cho nghe anh quay ra cười, cảm giác nó vừa gần nó vừa xa, nói chung là rất là khó tả. Ok, và cảm ơn mọi người đã chịu lắng nghe bọn mình đến đây, và hy vọng mọi người đã thích video này. Đừng quên nhấn like và subscribe channel bé nhỏ của tớ, một cái chuông mình nhấn vào. Và mình sẽ sang Hàn Quốc một lần nữa, mình hứa mình đảm bảo. Ok, bye bye.